Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường chứng khoán như thế nào? Thủ đoạn không ngờ của hot girl chuyên trộm tiền mừng cưới ở Hà Nội. Con trai nợ tiền đá gà qua mạng, gia đình liên tiếp bị tạt sơn đòi nợ. Hai đối tượng lừa chạy án chiếm đoạt 800 triệu đồng. Israel thông báo 54 người Thái Lan bị Hamas bắt làm con tin. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng với đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt gần 3.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Trong đó, cựu chủ tịch FLC bị đề nghị truy tố về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Hải Dương đưa tin, Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa tạm giữ Hoàng Thị Khánh Linh, 20 tuổi, trú xã Thọ Xuân, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin điều tra ban đầu, ngày 25 tháng 10, Linh đến dự một đám cưới ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Thừa lúc mọi người không chú ý, Linh lẻn lên tầng 2, vào phòng ngủ mở tủ lấy 51 phong bì tiền mừng cưới, tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Trong lúc đang hành sự thì bị gia đình phát hiện, sau đó Linh đã bị giữ lại, bàn giao cho cơ quan công an. Đồng thời trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đan Phượng xảy ra các vụ trộm phong bì cưới có dấu hiệu tương tự. Đấu tranh khai thác làm rõ, Linh thừa nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tương tự tại xã Hà Mổ, ngày 24 tháng 9, xã Tân Hội, ngày 19 tháng 9, xã Thường Mổ, ngày 3 tháng 10 và xã Trạch Mỹ Lộc, ngày 24 tháng 10. Thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đi xe hàng hiệu đến các đám cưới, gia chủ sẽ tưởng nhầm là khách đến dự đám cưới. Thời lúc gia đình không chú ý, Linh đã tìm cách lấy các phong bì tiền mừng cưới. Trên trang cá nhân của mình, Linh thường khoe các hình ảnh sang chảnh với iPhone, túi xách hàng hiệu, check-in du lịch nơi này nơi kia, khoe tài khoản ngân hàng để xây dựng hình mẫu một hot girl thành đạt. Báo Lao Động ghi nhận, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ thông tin trình báo một nhà dân bị một số đối tượng đến tạt sơn để uy hiếp đòi nợ. Trước đó, bà NTKH, tên viết tắt 51 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã trình báo đến công an xã và công an huyện về việc nhà đang bị ai đó tấn công bằng nước sơn. Từ giữa tháng 9, 2023 đến nay, căn nhà gia đình bà đang ở bị tạt sơn 5 lần. Theo thông tin từ gia đình, việc căn nhà liên tiếp bị tạt sơn có khả năng liên quan đến nhóm người đòi nợ. Cụ thể, cùng với thời điểm trước và sau khi nhà bị tạt sơn, gia đình bà NTKH liên tục bị các đối tượng lạ mặt đến tận nhà đòi nợ. Bà H cho biết, người đến đòi nợ thông báo là con trai bà thiếu tiền đá gà qua mạng hơn 100 triệu đồng. Thế nhưng hiện không tìm được để lấy nợ, nên tìm đến nhà gây áp lực, yêu cầu bà phải trả nợ thay con. Hiện công an đã xác định được người đòi nợ gia đình bà H. Thế nhưng người này hiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Theo thông tin từ VN Express, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Hồng Minh, 28 tuổi, để điều tra về hành vi tàng trữ súng quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, Minh và cô gái 23 tuổi có thời gian yêu đương, sau đó chia tay. Khuya ngày 25 tháng 10, anh ta cùng một người bạn lái ô tô đến nhà nghỉ thuộc xã Bình Mỹ tìm gặp cô gái để nói chuyện, níu kéo tình cảm. Một lúc sau, Minh kéo cô gái lên xe. Nam thanh niên là bạn cô gái từ trong nhà nghỉ đi ra can ngăn, đánh vào mặt Minh. Minh liền rút súng rulo bắn hai phát nhưng không trúng ai.
nhiều người xung quanh tháo chạy. Minh ôm cô gái lên xe rồi chở đến nhà nghỉ ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, không cho về. Nhận tin báo, cảnh sát truy tìm bắt giữ Minh cùng khẩu súng tại khách sạn, giải cứu cô gái. Bước đầu, Minh khai nhận do muốn níu kéo tình cảm với người yêu cũ nên đã làm như vậy. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang truy tìm nam thanh niên giúp sức cho Minh. Báo Tiền Phong đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Cư Rút, đơn vị đã bắt tạm giam Đỗ Ngọc Hoàng, sinh năm 1994, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam Trần Ngọc Đức, sinh năm 1982, ngụ thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào giữa năm 2021, Hoàng có quen biết với Đức. Đức nổ mình đang công tác tại Trung ương, có mối quan hệ rộng. Khi con của ông NMT, tên viết tắt huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông bị khởi tố, Hoàng giới thiệu để gia đình ông T gặp Đức, thống nhất chạy án cho con. Sau đó, thông qua Hoàng, gia đình ông T đã chuyển cho Đức 800 triệu đồng để chạy án. Chờ mãi không thấy kết quả như thỏa thuận, ông T đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo. Hiện vụ án đang được công an điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa điều động phương tiện hỗ trợ đưa hai người dân gặp nạn trên biển về đất liền cấp cứu. Thông tin ban đầu, khuya ngày 26 tháng 10, trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, biên đội tàu Cảnh sát Biển 4033 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhận được tín hiệu đề nghị ứng cứu hai người dân bị ngạt khí độc khi đang làm việc trong hầm cá từ một tàu đánh bắt hải sản. Nhận tin, lực lượng Cảnh sát Biển đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện để hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, một người dân đã không qua khỏi. Người còn lại trong tình trạng mạch yếu, nhịp thở nông, tâm thần kinh lờ mờ. Sau khi tiến hành cấp cứu, người dân gặp nạn có tiến triển tốt. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã đưa nạn nhân về cảng cá Tắc Cầu, tỉnh Kiên Giang và đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị. Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao TQN, tên viết tắt 18 tuổi và TH, tên viết tắt 14 tuổi, cùng ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra một vụ án mạng. Theo điều tra ban đầu xác định, tối 23 tháng 10, sau khi nhậu xong, N và H đang đứng trước cửa nhà thuộc ấp 3, xã Sông Trầu, thì có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy đi ngang qua. Trong đó có anh K, 18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, nhìn vào rồi cười. Nghĩ bị cười đểu mình, nên N và H đã lấy xe máy đuổi theo để chặn đánh. Lúc này anh K không chạy kịp, nên bị H dùng tay đánh và N dùng con dao tấn công dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn. Đến ngày hôm sau thì bị công an bắt giữ. Báo Người Lao Động đưa tin, mới đây, hai bảo vệ dân phố ở phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đi chung trên một xe máy, đang cùng lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh Bình Dương tuần tra trên địa bàn phường Khánh Bình thì bất ngờ bị xe container tông trúng, khiến một người tử vong tại chỗ. Một người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Người tử vong là ông GTH, tên viết tắt sinh năm 1981. Ủy ban Nhân dân phường Khánh Bình đã tới thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Đối với gia đình có người tử vong, trước mắt phường đã hỗ trợ 5 triệu đồng để lo mai táng. Đồng thời, phường cũng phối hợp tổ chức tang lễ cho bảo vệ dân phố tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Báo Dân Trí ghi nhận, qua tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm, cơ quan công an đã khai quật thi thể ông NBT, sinh năm 1974, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Miêu, Đắk Nông, để giám định, xác định nguyên nhân tử vong của ông này. Theo nội dung vụ việc, năm 2008, bà TTNS, tên viết tắt, ngụ xã Đắk Lao, chung sống với ông NTB, tên viết tắt, ngụ Vĩnh Phúc. Cả hai đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Miêu, nhưng hiện hồ sơ, sổ sách tại Ủy ban Nhân dân thị trấn không lưu danh sách kết hôn có tên hai ông bà. Tháng 7/2023, ông Tê qua đời. Ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của mẹ ông Tê, 82 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc, đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Sau đó, mẹ ông Tê đã ủy quyền giải quyết vụ việc cho con gái là bà Ngờ, tên viết tắt, em ông Tê. Qua xác minh ban đầu, xác định trước khi chết, ông Tê không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Tuy nhiên, để khách quan, cơ quan chức năng đã khai quật tử thi để giám định. Bà Ngờ đồng ý và yêu cầu tuyệt đối không được lấy mẫu xác định ADN. Bà S cho rằng trước khi chồng bà mất, tình cảm của bà với gia đình bên chồng bình thường. Sau đó, hai bên có khúc mắc về tài sản nên mới phát sinh vụ việc. Theo thông tin từ Vietnamnet, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ trên địa bàn đảm trách tổ công tác lập chốt trên xa lộ Hà Nội từ chiều thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai. Tại đây, hàng loạt trường hợp vi phạm tốc độ bị cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử lý. Trong đó có trường hợp của nam thanh niên Phạm Đăng Ca, tên viết tắt 19 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Anh Ca điều khiển xe máy với tốc độ 88 km/h, quá giới hạn 28 km/h.
Làm việc với cảnh sát giao thông, anh Ca không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Do đó, cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ xe máy của anh này. Anh Ca cho biết đang trên đường đi đến công ty làm việc và không biết tuyến đường này có giới hạn tốc độ 60 km/h. Thấy đường thẳng, trống dễ đi nên anh chạy nhanh vì không để ý biển báo tốc độ. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. VTC News đưa tin, đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 27 tháng 10 cho biết, nghi phạm vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người tử vong, 13 người bị thương ở thành phố Lewiston, bang Maine, Mỹ đã chết. Kết thúc cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ sau vụ bạo lực súng đạn nguy hiểm nhất trong lịch sử bang Maine. Các nguồn tin cho biết, nghi phạm Robert Card, 40 tuổi, được phát hiện tử vong trong khu rừng gần thị trấn Lipbon, quận Androscoggin, bang Maine. Thông tin nghi phạm Card tử vong được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chức năng bang Maine đang mở cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm kiếm ông này. Trong thời gian cảnh sát truy lùng nghi phạm, nhiều trường học, doanh nghiệp và văn phòng đã phải đóng cửa. Nỗ lực tìm kiếm nghi phạm Card đã được triển khai trên đất liền, trên không và dưới nước. Trước khi có tin nghi phạm tử vong, giới chức địa phương đã nói với CNN rằng các thợ lặn dự kiến được triển khai trong ngày 28 tháng 10 để lùng sục con sông gần vị trí cảnh sát phát hiện chiếc xe của nghi phạm. Theo các quan chức, sở dĩ cuộc truy lùng chuyển sang dưới nước là vì cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy do nghi phạm để lại với nội dung như một lá thư tuyệt mệnh. VN Express ghi nhận, Israel đã công bố danh sách quốc tịch các con tin đang bị nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine bắt giữ. Trong đó, công dân Thái Lan chiếm số lượng nhiều nhất. Cụ thể, trong danh sách 220 con tin mà Israel công bố, có 138 con tin có hộ chiếu nước ngoài từ 25 quốc gia. Theo danh sách, 54 con tin bị Hamas bắt giữ là người Thái Lan, 15 người Argentina, 12 người Đức, 12 người Mỹ, 6 người Pháp, 6 người Nga, 2 người Tanzania, 2 người Philippines và 1 người Trung Quốc. Nhóm Hamas chưa công bố thông tin về các con tin mà họ đang bắt giữ. Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 25 tháng 10 cho biết, nước này đang trong quá trình xác minh các công dân Thái Lan đang bị Hamas bắt giữ. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Banpri Bahida Nukara nói với tờ Bangkok Post rằng một nhóm các nhà đàm phán Thái Lan đã đến Trung Đông để tìm kiếm thỏa thuận thả con tin. Theo thông tin từ báo Dân trí, cô Petonthan Shinawatra, con gái út của ông Thaksin, đắc cử trong cuộc đua không có đối thủ để trở thành lãnh đạo mới của đảng Phiêu Thái 2 năm sau khi tham gia chính trường. Cụ thể, cô Petonthan giành được 289 phiếu bầu với một phiếu trắng trong cuộc họp chung của đảng vào sáng 27 tháng 10. Ông Thaksin, chính trị gia có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Thái Lan gần đây, đã trở lại nước này vào tháng 8, kết thúc 15 năm ông sống lưu vong sau khi bị lật đổ trong cuộc chính biến năm 2006. Cô Petonthan, 37 tuổi, là người đứng đầu chiến dịch tranh cử của đảng Phiêu Thái cho cuộc tổng tuyển cử tháng 5 và có kế hoạch hiện đại hóa đảng. Phiêu Thái là hiện thân mới nhất của phong trào chính trị do ông Thaksin thành lập. Đảng này đã bị đảng Tiến Lên, Move Forward, có chủ trương cấp tiến mới nổi đánh bại và chỉ giành vị trí thứ hai trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 5. Kết quả này là cú sốc đối với phong trào mà trước đây từng giành được hầu hết ghế trong mọi cuộc bầu cử ở Thái Lan kể từ năm 2001. Dù vậy, đảng Tiến Lên không thể thành lập liên minh chính phủ và phải nhường lại cơ hội cho đảng Phiêu Thái. Một số ý kiến cho rằng việc cô Petonthan là lãnh đạo Phiêu Thái thể hiện đảng vẫn thuộc về gia tộc Shinawatra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.